Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã phát hiện rất nhiều sai phạm liên quan đến nền tảng TikTok và đáng chú ý TikTok đang tạo môi trường cho tin giả phát tán và gây thiệt hại về kinh tế. Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Lâm, qua kết quả sơ bộ của đoàn kiểm tra, Bộ đã phát hiện những sai phạm ban đầu của TikTok. Đó cũng là những sai phạm mà Bộ nhận định ban đầu về các vi phạm của nền tảng này tại Việt Nam là có cơ sở. Đợt kiểm tra toàn diện đối với TikTok Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông bắt đầu triển khai từ cuối tháng 5 sau khi đánh giá, nền tảng mạng xã hội này đang có nhiều vi phạm gây ra những hậu quả nghiêm trọng, như là tạo môi trường thuận lợi cho tin giả phát tán, gây thiệt hại về kinh tế và bất ổn cho xã hội, khuyến khích tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bất hợp pháp hay những nội dung vi phạm bản quyền tràn lan. Đặc biệt theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, hệ lụy nguy hiểm là TikTok khuyến khích giới trẻ bắt chước, học theo những trào lưu xấu phản cảm, làm lệch lạc nhận thức, nhận thức lối sống của giới trẻ và làm băng hoại giá trị văn hóa của dân tộc.